một bức tranh về một đĩa bữa ăn sáng nha mọi người. Mọi người có thể xem qua bức tranh của mình trước khi tô màu nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này luôn, nhưng mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ làm món trứng bóng đêm nha. Tiếp theo là tô màu xanh. Ok em mọi người, tiếp theo là tô màu gì đây? Tiếp theo là tô màu tím vào đây nha mọi người. Đây nha mọi người. Và chỗ này thì mình sẽ tô cái này bằng màu cam. Tô như thế này nha. Và tiếp theo là màu xanh lá cây cho cả cái đĩa nha mọi người. Mình tô như này nha mọi người. Tiếp theo bên trong là mình sẽ tô màu vàng nha. Mình tô hết nha, mà không để chừa cái nào nữa đâu nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của cuối video, nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok.
Ok nha mọi người, tôi hết như này nha. Vãi, Khá Bảnh sắp về, sắp ra tù hay sao ấy? Vãi, có đứa đang là 11 ngày nữa là về. Đi từ năm 2018 đúng không anh? Nhanh nhỉ? Nhưng mà sao lại đi tù à? Đi gì à? Cái khung là cái gì à? Nhưng mà nó mỗi đánh bạc thôi mà bị à, Khá Bảnh. Ngọc Trinh là đi tù. Thế Ngọc Trinh là đã đi tù chứ? Ngọc Trinh là đi tù rồi à? Đi rồi á? À? Tưởng chưa đi. Bãi cực. Mỗi nhảy lên xe thôi đúng không anh? Mỗi thế mà cũng bị bắt áo ai? Em tưởng Ngọc Trinh giàu lắm mà xong chạy. Em tưởng cưới đại gia thứ giàu nước đối đầu vách mà. Tưởng cứ có tiền là chạy được hết. Nó làm cái gì mà ảnh hưởng xấu ạ? Trên mạng này thế mới đông bọn trẻ trâu rồi. À, lên mạng phát ngôn giống Huấn ấy ạ. Giang hồ à? À. Ra tù, đi tù xong ra tù khó kiếm việc. Ngọc Trinh mấy nữa ra tù mới ra. Thì nó mà vẫn xinh. Ở trong tù làm gì làm đẹp được nữa đâu, ra thì cũng chỉ còn là cái thân xác thôi. Ủa đi tù có được ra ngoài ăn Tết không anh? Không mày. Ta đi tù ra ngoài ăn Tết chịu rồi. Thế đi nghĩa vụ là cũng không được ra ngoài ăn Tết luôn à? Không, đương nhiên. Hai năm nhanh như một giấc ngủ trưa thôi mà Tuấn Anh. Không, thời gian đầu thôi, về sau nó người... về sau nó vẫn phải cho dùng chứ. Và ok, đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại về kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về cái này nha.
Mình cũng không biết đặt tên là gì nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu thôi nha. Nên mọi người phải theo dõi mình đấy. Ok, mình sẽ bắt đầu tô. Thế còn bà Phương Hằng làm sao mà đi tù? Em thấy bà ấy được mệnh danh là anh hùng của những người không có tiếng nói mà. Nhưng mà bà nói đúng mà. Biết nhưng mà sao bà không giấu đi nhỉ? Bà lên nói làm gì không biết. À, nghệ sĩ Hoài Linh bị tố ăn chặn 14 tỷ từ thiện các thứ này. Xong bắt đi. Bây giờ đang là bật kiếm tiền luôn ạ. Cái tập mà đang lên view đấy luôn. Ok. Kênh trước là bị chặn, cái kênh trước mà được 500 nghìn ấy. Cái gì chặn này. Thế là những người mà không cùng phe với cái bọn tham nhũng thì không bị đi tù, còn những cái người mà không cùng phe như kiểu Ngọc Trinh thì sẽ là bị đi tù à? Ấy sao lại tắt cái lúc công khai được không? Không phải riêng tư về đâu không? Không biết. Không biết chủ tịch nước có biết bọn tham nhũng không nhỉ? Tham nhũng ác luôn ạ. Em không đọc thời sự, em không đọc báo. Thế là hàng bà tham nhũng ạ? Nguyễn Trọng Phúc ạ? Nhưng mà Nguyễn Trọng Phúc là ai? Em chỉ biết tên chứ em cũng không biết là ai hết. Thế anh biết ai tham nhũng không? Dũng à? Nguyễn Viết Dũng ạ? Nhưng mà tham nhũng là tham nhũng kiểu gì ạ anh? Nguyễn Tấn Dũng à? Là lấy tiền của dân để xây nhà riêng ấy ạ? Nhưng mà giàu để làm gì đâu. Thì vẫn chỉ là mua đồ mua quần áo thế thôi, em đơn giản mà. Em chỉ muốn làm đẹp cho bản thân em và đi du lịch thôi, nó chỉ là vậy thôi nếu em giàu. Bị bắt đâu ạ? Thế thì công an Việt Nam như cứ là cái bù nhìn ấy, cái người cần bắt không bắt. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha mọi người. Hay không thôi.
công an Việt Nam như cái bù nhìn ấy thật đấy, những cái chuyện đấy chẳng cần bắt. Vấn đề không bắt gì bắt nhiều chuyện xảy ra lắm. Bắt xong mất nước hả? Mang tiếng Việt Nam ạ. Ảo nhỉ. Người ta chỗ nào chả tham nhũng trời. Bách. Không biết những người quyền lực ở Việt Nam người ta giàu như nào nhỉ, kiểu những tầng lớp thượng lưu ấy. Mê. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Chán quá. Chán quá, chán quá. No. Muốn làm gì đấy, vừa rảnh lúc tô màu. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha mọi người. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một dồi lợn nha mọi người. Và đây sẽ chính là bức tranh của mình ngày hôm nay nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nhé. Đây nha mọi người. Ủa bình thường là bao nhiêu tiền cái bánh chưng vậy? Kinh Hà Nội 26 độ. Chủ nhật tuần này 30 độ. Đến tuần sau nó mới lạnh. Ok em mọi người. Nhận đơn nữa rồi anh ạ. Làm đến 29 Tết mới trả xong đơn cho khách. Vấn đề là làm chỉ ăn mỗi mấy ngày Tết, làm mất công thôi. Với cả giờ nắng khó đâu. Quên mất không bảo. Hôm qua em về em gọi mẹ em. Em hỏi mẹ em có làm thịt trâu, mẹ em bảo có nhưng mà đắt. Một triệu một cân. Đấy. Nhưng mà thật mà, tại vì bao nhiêu cân nó mới ok khô, mọi người bắt lại mấy vấn đề cái ngon chấm rồi. Nhưng mà em cơ bản là mẹ em không làm kiểu để bán, chỉ có ai nhiều ai đặt trước thì vào mới làm thôi, chứ không thì đắt lắm, không bán tràn lan gì. Ok em mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé.
trên này bật kiếm tiền ngon luôn, không bị vàng tiền. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Ok, mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Công chiếu tầm 4 tập là được không? Tết thì nếu mà Tết đi kiểu nếu mà video ấy thì em cứ để xong rồi công chiếu tầm 3 hoặc 4 tầm một ngày rồi. Tết thì vẫn làm như bình thường, video 4 tầm một ngày. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như này nha. Ok em mọi người. Tập nào mà kiểu bị chặn thì mà chưa bắp ra thì em công khai luôn content nữa. Chưa bắp ra nhưng mà nó bị chặn. Hoặc là ok, và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye.